Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, giảm lo âu và trầm cảm giúp xương chắc khỏe là những lợi ích từ ánh sáng mặt trời. Lợi ích sức khỏe từ ánh sáng mặt trời sẽ là chủ đề trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn. Thông tin có tại trang sức khỏe 24 giờ. Chữa bệnh vẩy nến, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, những người bị bệnh vẩy nến thường nhận thấy rằng các triệu chứng có xu hướng được cải thiện tốt hơn vào mùa hè khi tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời. Đây không phải là một sự trùng hợp, ánh sáng mặt trời có thể có lợi cho bệnh vẩy nến nếu tiếp xúc đúng cách. Mặt trời chiếu tia cực tím UV được phân loại là tia UVA và tia UVB. Tia UVB có bước sóng từ 280 tới 320 nanomet và chỉ đến các lớp trên cùng của da. Tiếp xúc với tia UVB từ ánh nắng mặt trời có thể làm chậm sự phát triển của tế bào da. Đây là một trong những triệu chứng chính của bệnh vẩy nến. Điều này có thể giúp giảm viêm ở người bệnh vẩy nến nhẹ đến trung bình. Bệnh vẩy nến là một tình trạng tự miễn dịch gây ra khi hệ miễn dịch tạo ra quá nhiều tế bào da. Những tế bào này tích tụ trên bề mặt da thành các mảng được gọi là mảng bám, có thể gây đau và ngứa. Giúp xương chắc khỏe Ánh nắng mặt trời giúp sản xuất vitamin D, Quá trình này bắt đầu khi các tia sáng chuyển hóa chất 7 để hydrocholesterol trên da thành vitamin D3. Một nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa trọng lượng xương và hàm lượng vitamin D3 trong máu. Hàm lượng vitamin D3 trong máu cao hơn thường gắn với một tỷ lệ dạn nứt thấp của hầu hết các loại xương và ngược lại. Đây là lý do vì sao việc tiếp xúc với nắng mặt trời là đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của xương ở người lớn tuổi. cải thiện chức năng của não bộ. Bên cạnh việc thúc đẩy sức khỏe của xương và điều hòa nồng độ canxi có trong cơ thể, ánh nắng mặt trời còn đem tới nhiều lợi ích cho trí não. Đào Cambridge của Anh từng tiến hành một cuộc nghiên cứu ở hơn 1.700 người tuổi từ 65 trở lên, bao gồm cả nam và nữ để đánh giá mức độ quan trọng của vitamin D đối với quá trình nhận thức. Họ nhận ra rằng ánh nắng mặt trời không chỉ thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào thần kinh, mà còn phần nào giúp đẩy mạnh hoạt động hình thành tổ chức và lưu trữ ký ức. Tiếp xúc với ánh sáng ở một mức độ cho phép còn có thể giúp cải thiện chứng bệnh Alzheimer, tăng cường giấc ngủ, làm giảm chứng mất ngủ vào ban đêm. Làm giảm phiên muộn trầm cảm, thiếu ánh sáng mặt trời có thể gây ra một tình trạng sức khỏe không tốt được gọi là rối loạn trầm cảm theo mùa. Trầm cảm theo mùa rất phổ biến trong những tháng mùa đông khi mà ánh nắng mặt trời không nhiều, loại trầm cảm này cũng xuất hiện ở những người làm việc với mật độ dày trong các tòa nhà văn phòng nơi hạn chế sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Vận động ngoài trời giúp cải thiện tâm trạng và là liều thuốc an thần để vượt qua được căng thẳng stress. Ánh nắng thực sự làm gia tăng chất chống trầm cảm tự nhiên trong não, bởi vậy dành 15 phút mỗi buổi sáng để tắm nắng sẽ đem lại những lợi ích đối với sức khỏe. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Melatonin là một loại hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Hormone này được sản sinh khi có sự tiếp xúc của ánh sáng mặt trời đối với cơ thể. Mức độ sản sinh này thấp, dĩ nhiên sẽ khiến cho chất lượng giấc ngủ kém, đặc biệt ở những người cao tuổi. Ngoài ra ánh sáng tự nhiên còn có khả năng kích hoạt hormone kiểm soát tâm trạng serotonin. Theo một nghiên cứu năm 2016 của các nhà khoa học Thụy Điển, ánh nắng mặt trời làm tăng nồng độ serotonin trong não, từ đó giúp cải thiện tâm trạng và sự tập trung để bạn bắt đầu một ngày mới. Đối với trẻ sơ sinh Việc tắm nắng giúp cơ thể trẻ bổ sung đầy đủ vitamin D để có được khung xương chắc khỏe, bổ sung lượng melatonin cần thiết, từ đó mang lại một giấc ngủ sâu như ý muốn. <laughs> Ngăn ngừa ung thư, không chỉ có thực vật mới thực hiện hoạt động chuyển hóa ánh sáng mà con người cũng vậy, qua một quá trình phức tạp, cơ thể biến ánh sáng mặt trời thành vitamin D cần thiết cho sự sống thiếu hụt vitamin D là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư ruột kết đại tràng. Các nhà khoa học tại Đại học California của Mỹ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thiếu hụt vitamin D và ung thư. Theo đó, tỷ lệ mắc ung thư ruột kết ở New York cao gấp 3 lần so với ở New Mexico do không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này khẳng định tầm quan trọng của vitamin D trong việc ngăn chặn bệnh ung thư mà ánh nắng mặt trời chính là giải pháp đơn giản giúp xua tan đi mối lo này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là những nguyên nhân cần lưu ý khi xuất hiện tình trạng chảy máu nếu xăng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.